Thank you.
Chịu khó đi tí không phải là... cậu Sang đi à? Không có tiền đi. Bên này một đúng 10.000 bên cháu này. Đúng 10.000 à? Bây giờ cháu vào mua nha. Ừ, bà đi. Khoai chưa? Đúng rồi. Đúng rồi. Ăn đi. Cửa ra đi. Ờ, của chị à? Ờ. Đây đây, ăn thử đấy. Chị ăn rồi nào. Sao có tiền lại không? Mẹ Dung chạy về lấy đi. Có gì? Con à? Con ở nhà. Không không, mày đừng động. À, tao biết cái cây đi đã kia rồi. Có tiền nữa không ạ? Lại vô xin màng đấy. Cái hôm nay là áo màng. Ba tiền thôi. Tiền miền bảo trung hả? Một tiền nữa đó. Tí là hết rồi. Bữa nay chưa đủ à?
một túm đi, chia nhau đi. Đi chơi từ hôm kia. Lấy luôn mấy cái quả đấy. Quả này quả ở tận trên cao. Không có túi. Không có túi à? Không mang túi về. Tốt cắt rồi.